Hoan hỷ chào đón quý cô bác, anh chị đã đến với kênh Minh Đường Tử Vi. Lần đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự hanh thông, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là tử vi trọn đời tuổi Tân Dậu sinh năm 1981, long tạng chi kê từ năm 44 tuổi trở đi. Nếu như nắm bắt được cơ mệnh này sẽ hóa hung thành cát, tránh họa đắc phúc, giàu sang phú quý cho đến hết trọn cuộc đời. Quý vị thân mến, trong video ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ đến quý vị về nội dung tử vi chọn đời cho người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, sau năm 43 tuổi trở đi, rũ sạch tai ương, đường đời thịnh vượng, về già cực giàu có, nếu như biết được điều này. Tử vi tiết lộ, cuộc đời tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, long tàng chi kê, được thần tài hộ mệnh, hậu vận giàu sang, tiền vàng chạm nóc. Xin kính chào quý vị cô bác đang theo dõi tử vi chọn đời 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Thưa quý vị, có người ở nhà lầu, đi xe hơi, nhưng từ sáng tới tối, mặt mày ủ rột, có người chỉ cần ghế mây, trà nóng, sách mỏng, cũng đủ để ôm cả thế giới vào lòng. Vật chất danh tiếng chỉ làm nên lớp vỏ bọc, sự tung hô thừa nhận cũng chỉ là những thanh âm dối lòng, chưa bao giờ làm nên một giá trị hiện tại của con người. Ông bà ta thường nói, phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí, mọi người đều phải trải qua những quãng đường khó khăn. Nhưng trong cảnh khốn cùng, vẫn hiên ngang ngẩng cao đầu sống đúng với lương tâm của mình, thì may mắn và phúc báo sẽ tự tìm tới bạn. Xem tử vi chọn đời của anh chị tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, có cuộc đời suôn sẻ, thuận lợi, cuộc sống đầy đủ, sung túc, nhưng lại thường xuyên lo âu bất an, hậu vận mới được an nhàn và thảnh thơi. Đi qua hơn nửa chặng đường mà vẫn gian truân, thì việc nắm rõ vận trình của đời mình sẽ diễn biến ra sao đối với anh chị tuổi Tân Dậu cũng vô cùng thiết thực và chính đáng. Nếu như may mắn ập tới bất ngờ, ta cũng có thể vui vẻ đón nhận, hoặc nếu một khi gặp họa thì cũng có thể tai qua nạn khỏi. Chỉ khi hiểu rõ chính mình, hiểu rõ đời ta thì ta mới có thể an nhiên, tự tại mà sống vui, sống khỏe, an lành được. Trong chuyên mục tử vi của 12 con giáp ngày hôm nay, ban biên tập chương trình xin mời quý vị và các bạn cùng luận bàn về tử vi chọn đời của người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, để quý vị biết được vận mệnh của mình sẽ ra sao, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, gia đạo sẽ như thế nào. Và để quý vị hiểu rõ hơn về vận mệnh cuộc đời của mình, ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Đôi lời gửi đến quý anh chị tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xưa từng có lúc tâm ta chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân và chỉ thuận theo bản tâm, bản tính. Xưa từng có lúc ta tưởng mọi sự đều đã ổn an, rằng ta đã đạt được hạng mức tối cao của cuộc đời, rón rén thò một chân ra khỏi vòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghỉ được dựng xây một đời vô tư, bên cạnh gia đình mà mình thương yêu xưa. Từng có lúc ta cuồng say một khúc, từng có thời điểm hân hoan trong sự si say, ta tung bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là nơi mà ta là đạo diễn, nhưng kịch bản lại là do mệnh số giao cho, mà kịch bản mệnh số đưa thì thương tình thêm vài ba trường bi kịch, dăm ba vòng khổ đau. Đấy cũng là khi ta chìm dần xuống đáy, mỏi mệt bi ai, nhọc nhằn vất vả, ngó trái nhìn phải, đếm giọt tiềm ngang cũng không thấy lối ra, cũng ba vây là những khó khăn, mỏi mệt. Người thương có thể quay lưng, người tin yêu có thể trở mặt cháo trợn, người ta thường giúp đỡ từng tạo điều kiện, từng tháng chi tiền bạc thì nhìn ta vẫn dương. Coi không phải vì của mình, đời lại còn ta với đất trời, chỉ là nó nhóm mọc có đôi phần u tối, ừ thì đâu đó, buồn đó cơ mà có sao đâu, ngã thật sâu, nằm thật lâu rồi cũng sẽ đứng dậy, chán thật nhiều, nản thật lắm, rồi cũng sẽ lại lồng cồng vực dậy với nhiều lửa trong tim, cuộc sàng lọc đã qua rồi, cho ta một đôi thiên nhãn vào người.
để biết nhìn nhận vạn sự xung quanh, để chỉ còn trân trọng những điều cốt lõi, cười bình đẳng với sự nhạt nhẽo của nhân tính, lòng thản nhiên với sự lạnh lẽo của nhân tình. Thiên địa có luật thường hằng, đằng sau bóng tối chính là ánh sáng, đằng sau vất vả chính là thời cơ, đằng sau sự phụ bạc phản bội chính là thời điểm dứt nghiệp quanh người. Để nửa đời dọc ngang, còn lại là ta với bản thân, thuận theo bản tâm, tuân theo bản tính, đứng giữa đất trời, rực một màu phù hoa. Vâng, thưa quý vị, đời người không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, mỗi người đều trải qua những khó khăn, trắc trở, thất bại, nhưng dù có chuyện gì xảy ra, chúng ta vẫn còn đối diện với vấn đề một cách bình tĩnh. Khi bước vào tuổi trung niên, người ta già đi, thiếu năng lượng, trong khi cuộc sống có quá nhiều thứ phải lo. Đối với họ, đôi khi cần dốc hết sức mình để giải quyết cho chu đáo và mỹ mãn. Trong cuộc sống của những người trung niên, chỉ cần trong lòng họ còn những trách nhiệm, họ vẫn phải chịu được những buồn phiền, mệt mỏi. Mọi người đến với thế giới này với trách nhiệm và sứ mệnh của riêng mình, tìm kiếm cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình. Con người ở tuổi trung niên càng nhiều trách nhiệm trong cuộc sống. Khi một nhà lãnh đạo còn giống như một nhà lãnh đạo giỏi, thì một nhân viên được yêu cầu giống như một nhân viên tốt, một người cha phải như một người cha tốt, một người chồng phải như một người chồng tốt, một người vợ phải như một người vợ tốt. Thật không dễ dàng để một người trung tuổi hoàn thành tốt mọi vai trò. Hãy chừa chút khoảng trống cho tâm hồn của chính mình, đường sống quá mệt mỏi. Điều quan trọng đối với một người trung niên, khi đến tuổi trung niên, con người cần phải học cách giữ cho mình sự bình tĩnh, chút bỏ gánh nặng, trau dồi nghị lực để duy trì sức khỏe, thể chất và tinh thần. Khi đến tuổi trung niên, con người ta phải học cách không sống mãi với quá khứ. Cho dù những gì đã xảy ra ngày hôm qua đáng tự hào và tươi đẹp đến đâu, thì đó cũng không phải là thành công của ngày hôm nay. Cho dù thất bại và tiếc nuối của ngày hôm qua, đau đớn và tiếc nuối đến đâu, nó sẽ không lặp lại lần nữa. Những người ở tuổi trung niên phải học cách không lo lắng về tương lai. Đời nhiều chuyện bạn không thể ngăn cản điều gì nên đến và điều gì không nên. Không ai biết trước được điều gì sẽ xảy đến. Bạn phải tin rằng ngày mai mặt trời sẽ mọc như thường. Lo lắng thái quá là lo lắng vô căn cứ. Con người ở tuổi trung niên học cách buông bỏ. Đừng nghĩ mình quan trọng, thế giới vẫn sẽ xoay chuyển. Nếu không có, bạn hãy để trách nhiệm công việc được giao cho những người trẻ, trách nhiệm cuộc sống nên được giao cho con cháu. Học cách buông bỏ thật xa là một cách giải tỏa tinh thần. Đời là gió, hồn là nước, nên khó giữ cho mình được yên lặng. Một người chỉ có thể chiến đấu chống lại những ham muốn và cám dỗ của cuộc sống nếu anh ta cải thiện được sự tu dưỡng về thể chất và tinh thần của mình. Có thể không lay chuyển trước những được và mất, cho dù giông tố lớn đến đâu trong cuộc đời, cũng không thể lay chuyển trái tim bình lặng của bạn. Đó là nền tảng để tự tu dưỡng. Những người ở tuổi trung niên học cách dụ cho mình im lặng. Mọi thứ trên đời đều phát triển trong yên bình. Cuộc sống là một cái cây, chỉ bằng học cách nghỉ ngơi hợp lý thì cây sự sống của chúng ta mới có thể tươi xanh. Chỉ khi chúng ta rèn luyện tinh thần, chúng ta mới có thể tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống. Lão Tử nói, vạn vật đều thuộc về cội nguồn. Quay trở lại gốc có nghĩa là tỉnh, tỉnh có nghĩa là trở lại cuộc sống. Vì bằng cách tự mình nghỉ ngơi, chúng ta mới có thể khôi phục chức năng sống không quá mệt mỏi. Ở tuổi trung niên, làm thế nào để giữ được sự bình yên trong tâm hồn và lúc bận rộn nhất mới là điều quan trọng để vứt bỏ những cảm xúc tiêu cực bất cứ lúc nào. Hãy giữ cho trái tim vui vẻ, không giữ lại điều gì trong lòng. Tu dưỡng bản thân là nâng cao cảnh giới tinh thần của mình. Chỉ khi không còn mệt mỏi về thể chất và tinh thần, bạn mới có thể thực sự nghỉ ngơi cho chính mình. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan, tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Xét chung về người tuổi Dậu, đây là người thành thực, cơ trí, nhưng hiền lương, sôi nổi, hoạt ngôn, có thể thoải mái kết bạn, giỏi xã giao, họ may mắn được quý nhân nâng đỡ, giúp cho hoàn thành chí lớn, đây là người giàu tham vọng, túc trí đa mưu, song con đường mà họ chọn, luôn quang minh, chính đại, không chịu luồn cúi hay làm chuyện xấu xa. Tuy nhiên, người này tính tình có phần thất thường, nhanh nóng mà cũng nhanh lạnh, nhanh thích làm nhưng cũng nhanh chán. Đó có thể là điểm yếu chí mạng của Tân Dậu, họ còn khá thất bại khi cân đo đong đếm cái lợi nhỏ, so bì thiệt hơn, để rồi mất đi cơ hội kiếm tiền tỷ trước mắt. Nếu có thể khoan dung độ lượng, phóng khoáng, rộng rãi hơn thì vọng mệnh tuổi Dậu sẽ tốt hơn nhiều. Vốn thông minh, nhanh nhẹn, ham học hỏi, chẳng ngại gian khổ, đi lại xa xôi, bạn có rất nhiều cơ hội để phát triển trong tương lai. Nữ giới tuổi Dậu là người có thể giữ bí mật chữ tín, song lại hay phê phán, chê bôi người khác, họ hay lo chuyện bao đồng, dễ bị kích động, luôn cho mình là đúng, cần cải thiện, sửa đổi bản thân để tài lộc kéo đến không ngừng. Về sức khỏe, người này chú ý các vấn đề liên quan đến phổi và đường hô hấp. Tuổi Dậu kế hoạch phóng khoáng và cởi mở trong tình yêu, song đối với họ,
tình yêu luôn cần sự tôn kính nhất định. Họ là người làm việc có kế hoạch, cũng có khả năng xử lý vấn đề khá tốt, song không chịu được công việc nào đơn điệu và đòi hỏi cứng nhắc. Con giáp có con đường sự nghiệp rộng mở, có nhiều cơ hội phát triển trong tương lai. Có điều, đôi lúc người này vẫn tự đặt cho mình những mục tiêu quá lớn, khó lòng thực hiện nổi nên không tránh khỏi thất bại. Vận tài lộc khá tốt, thu nhập ổn định, song nên chú ý tích lũy tiền bạc, đừng quá vui mừng mà thoải mái tiêu xài. Nếu không biết tiết kiệm thì tiền núi rồi cũng hết. Có kế hoạch đầu tư kinh doanh hay mua bán cổ phiếu còn cân nhắc kỹ, xem xét phần thắng được bao nhiêu, không nên vội vàng dốc hết của cải mình có ra đầu tư vào một chỗ. Tính cách người sinh năm Dậu tính tình thẳng thắn, chính trực, có gì nói đó không che giấu. Họ có lòng tự tôn, không thích ở sau lưng nói xấu chê trách người khác, khá nghiêm khắc với mình, cũng đòi hỏi người khác khá cao, tuân thủ quy định, song không chịu được sự quản thúc quá khắt khe. Ưu điểm: người này hành sự khá trầm ổn, có thể tin cậy, có chí hướng cao xa, đầu óc tư duy nhanh nhạy, tính tình có phần nóng vội, thích ăn diện, có phần hơi phù phiếm. Tuổi Dậu rất giỏi xã giao, nhân duyên tốt, được quý nhân phù trợ, có ý chí và quyết tâm khá lớn, tự hào vào bản thân mình, giỏi ăn nói và có rất nhiều bạn bè, có khả năng hùng biện và thuyết phục người khác. Đây là người khá nhạy cảm về màu sắc, có tài năng thiên bẩm về nghệ thuật, không sợ cường quyền, sẵn sàng lên tiếng bảo vệ cho chính nghĩa, không chịu im lặng trước bất công, họ thích khen ngợi người khác, cũng thích được người khác tán thưởng, ngưỡng mộ, ghét những người xuề xòa quá mức. Để đánh giá về ưu điểm thì họ là người sôi nổi, hoạt bát, dũng cảm, kiên cường, tốc chí đang mưu, chuyên tâm nhiều nhất, chăm chỉ cần cù, tràn đầy nhiệt huyết, tính cách có phần hiếu thắng, không bao giờ muốn mình tụt lại phía sau, luôn nhắc mình phấn đấu không ngừng, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hết mình vì công việc, ghét những kẻ đi làm mà lông bông không tập trung. Nhược điểm: tính cách thay đổi thất thường, lúc nóng lúc lạnh, cảm xúc lên xuống không theo quy luật nào. Khi làm việc, họ thường tập trung lên kế hoạch chứ chưa dành nhiều tâm sức khi triển khai. Hễ có gì bất mãn là lập tức phản ứng quyết liệt, không biết nhẫn nhịn, tinh thần lạc quan, song tầm nhìn có phần hạn hẹp, quá khắt khe, luôn tự cho mình là đúng. Nói chuyện có phần thẳng thắn quá mức, dễ gây mất lòng người khác. Đây có lẽ là vật cản lớn nhất trên con đường tiến thân của tuổi Dậu. Không chịu lắng nghe lời khuyên bảo của người khác, nhưng thường hay lên dòng dạy bảo, không thích ăn mặc trang phục theo truyền thống hay quy chuẩn bình thường, thường làm theo ý mình, chọn quần áo dáng vẻ độc đáo, thậm chí có phần kỳ dị. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Phương diện sự nghiệp, tuổi Tân Dậu mang mệnh ngũ hành thuộc thổ, có may mắn khi mà mọi sự đều thuận buồm xuôi gió, tất nhiên không tránh được những khó khăn bước đầu. Song khi vượt qua được những điều đó, cả một tương lai tươi sáng chờ bạn phía trước, thành công ngày càng thêm rực rỡ. Tuổi Tân Dậu mệnh mộc được quý nhân luôn ở bên mình, nên chẳng điều gì có thể cản trở được bước chân của bạn, dễ dàng giành được vị trí cao như mong đợi. Tuy nhiên thành công rồi, trở nên tự cao tự đại, nếu không dễ trở thành mục tiêu ngắm bắn của kẻ tiểu nhân, điều tệ nhất là ngủ quên trên chiến thắng mà không hề hay biết. Trong khoảng thời gian mình nghỉ ngơi thì những người khác đã vượt qua từ rất lâu rồi, con giáp này nên luôn tự nhắc bản thân để không phạm phải sai lầm. Xét phương diện tài lộc tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Vận tài lộc Tân Dậu mệnh mộc chẳng tầm thường, cuộc đời người này sống trong nhung lụa, tài lộc phần nhiều do chính tay bạn tạo ra. Một điểm nổi bật của con giáp này là biết cách giữ tiền. Có tiền trong tay Dậu thổ sẽ nghĩ cách để tiền bạc ngày càng sinh sôi nảy nở. Tính cách con giáp này thích động chứ không thích tỉnh, họ thích đi chơi, đến những chỗ náo nhiệt, làm quen với những người bạn mới, biết cách đối nhân xử thế, biết cách lấy được lòng tin của đối phương, mở rộng mối quan hệ của mình, làm lợi cho công việc cũng như trong cuộc sống sau này. Trong mắt mọi người, đây là con giáp phóng khoáng nhưng rất trầm ổn, có quyết tâm, có lòng kiên trì khi khó khăn ập tới, biết cách xử lý vấn đề từng chút một, chú ý đến từng chi tiết, dùng chi tiết để áp đảo toàn cục, nhờ thế mà luôn dễ dàng giành được thành công. Xét phương diện sức khỏe tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Tình hình sức khỏe của tuổi Tân Dậu có dấu hiệu đi xuống, bản lạnh không đủ quan tâm tới những thay đổi của cơ thể, những người này bận rộn, lơ là việc ăn uống đúng giờ, từ đó mới phát sinh nhiều bệnh khác nhau. Bệnh thường thấy nhất của con giáp tuổi Dậu liên quan tới dạ dày. Thời điểm này dương khí ngày càng suy yếu, âm khí ngày càng tăng trưởng, dễ tổn thương phổi, vì thế bản mạnh và hết sức cẩn trọng với các vấn đề liên quan tới bộ phận này. Xét phương diện tình duyên tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Nam giới tuổi Dậu phóng khoáng, cởi mở, yêu tự do, yêu cầu sự tự do và bình đẳng tuyệt đối trong tình yêu. Họ quan niệm hai người yêu nhau phải giữ lòng tự tôn, tôn trọng nhất định,
không được chê bai, mắng mỏ đối phương, bản thân họ cũng tuyệt đối tránh làm điều này. Nữ giới tuổi Tân Dậu khá can trường, dũng cảm, cũng rất chủ động trong chuyện tình cảm, khi cần, họ sẽ nhẹ nhàng, nữ tính, thể hiện hết mọi nét quyến rũ của mình. Họ không chấp nhận chuyện đối phương đòi hỏi gò bó theo khuôn phép, khi kết hôn, họ là người đảm đang và biết vun vén cho gia đình. Tiếp theo sau đây là vận trình tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 theo lưu niên. Năm Tý, tuổi Dậu gặp năm Tý được thực thần chiếu mệnh, tài chính có biến động, phần nhiều được dùng vào việc hỷ, tuy có tổn hao tiền bạc nhưng không đến mức kiệt quệ tài chính. Đầu năm có mất thì cuối năm lại được, sau lập thu, bản mệnh đón chào khá nhiều cơ hội kiếm tiền nên cũng tích lũy được nhiều hơn. Năm Sửu, trong năm thiên ấn cao chiếu, tuổi Dậu có cơ hội tiến thân, song chỉ được danh mà không được lợi, tuy vận thế thăng trầm bất định, nhưng được trời Phật ban ơn nên có gặp tai ương cũng tai qua nạn khỏi, chí lớn vươn cao, dũng khí hơn người, dù không thành đạt thì cũng nổi bật giữa đời. Năm Dần, chính tài chiếu giỏi, tuổi Tân Dậu năm Dần làm ăn phát đạt, tài lộc dồi dào, chuyện kinh doanh thuận buồm xuôi gió, chi một thung mười. Tuy trong năm mệnh vẫn có mất tiền không đâu, nhưng cơ bản không có gì nguy hại, nên đề phòng kẻ tiểu nhân hao tài tốn của, lấy nhu khắc cương là thượng sách. Năm Mão, năm nay tuổi Dậu được thứ tài che chở, tuy chuyện làm ăn hợp tác không thành, đầu tư rất dễ mất thời, nhưng may nhờ tổ tiên phù hộ, quý nhân tương trợ, bạn đời người thân trợ giúp nên không gặp đại họa trong năm Mão. Bản mệnh tốt nhất không nên cùng người khác hợp tác làm ăn, chuyên tâm làm chuyện của mình thì tốt, bình an phát tài. Năm Thìn, chính ấn nâng đỡ, đại quyền nắm trong tay, tuổi Tân Dậu có cơ hội thăng quan tiến chức, tuy nhiên cần chú ý giữ sức khỏe, quyền lực đi đôi trách nhiệm, suy nghĩ quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần căng thẳng, ra ngoài nên cẩn thận kẻo tai họa bất ngờ, cuối năm đề phòng có họa phá tài. Năm Tỵ, chính quan cát tinh phù trợ, năm Tỵ tuổi Dậu làm gì cũng thuận lợi vô cùng, không may là bạch hổ phá tài tới, nên có danh mà không có lợi, cả năm vất vả chẳng có được là bao. Song nói chung thì năm này, vận cát nhiều hung ít, cuối năm thành công đáng mong đợi, cơ hội phát tài vượt qua, không phải lo cơm ăn áo mặc. Năm Ngọ, thất sát chiếu mệnh, song được Thái Dương cát tinh gánh đỡ, tuổi Dậu không cần quá lo lắng, vận thế hung cát đan xen, thăng trầm đều có, may mắn vẫn có niềm vui bất ngờ, song khó tránh tai họa ập xuống, có điểm báo việc hỉ tới không ngừng. Năm Mùi, chính ấn xuất hiện, người tuổi Tân Dậu sự nghiệp hanh thông, có cơ hội thăng tiến, nắm quyền chức trong tay, tiền đồ rộng mở. Nam giới chủ mệnh đào hoa, có công danh, bổng lộc không thiếu, đầu năm vận may sẽ tới, giữa năm lợi cho xuất hành, cuối năm ra đường nên cẩn trọng. Năm Thân, vận trình tuổi Tân Dậu năm Thân xuống dốc không phanh, kinh doanh lụn bại, thu lời chẳng đáng là bao, kế hoạch đưa ra thường bị trì hoãn, có điểm mang họa thị phi, bệnh tật liên miên, thân thể mỏi mệt. May nhờ Nguyệt Đức cát tinh cao chiếu, hóa hung thành cát, vạn sự bình an, nên tránh xa, xuất hành nhớ giữ mình, cầu tài không có duyên, chớ cưỡng cầu phí thêm sức lực, nên bình tĩnh, lấy lùi làm tiến. Năm Dậu, năm Dậu tự hình, trong năm bản mệnh người tuổi Dậu gặp nhiều trắc trở, việc đầu tư kinh doanh không thuận, sự nghiệp chẳng có tiến triển, quyền lực tuy có trong tay nhưng bỗng lộc chẳng có là bao, cuối năm có thêm nguồn thu nhập, song cẩn trọng vướng họa thị phi trốn quan trường. Năm Tuất, vận trình tuổi Dậu được chính ấn nâng đỡ nên một bước lên cao, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, thiên đức thần tinh soi chiếu, tứ phương cầu danh lợi, vạn sự như ý, song điểm báo Nam Tuất bản mệnh phải đi xa, có điều không trong lòng. Năm Hợi, thương quang gián mệnh, may nhờ dịch mã nâng tay qua nạn khỏi, song ra đường vẫn phải cẩn trọng, giữ mình hành xử bình tĩnh, có điểm báo hung hiểm, tai họa từ trên trời rơi xuống. Giữa năm được Thái Dương nâng đỡ, nên trong nguy nan có người tương trợ, tài lộc bất ổn, nhưng dân công sở thu nhập vẫn khá, làm gì cũng nên nhớ cẩn thận là hơn. Cuối cùng là vận mệnh người tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981, theo ngày sinh âm lịch. Người tuổi Tân Dậu sinh mùng 1, gia đình bất hòa, thường xuyên buồn khổ, phiền não, nên làm nhiều việc thiện, tu tâm tích đức thì mới có thể chuyển vận gặp may, cải thiện số phận. Tuổi Tân Dậu sinh mùng 2, chỉ cần có ý chí kiên định nhất định sẽ thành công, không nên đứng núi này trông núi nọ, thay đổi bất ổn thì một đời không phát triển, không có hướng tiến lên. Tuổi Tân Dậu sinh vào mùng 3, khó có gia đình hạnh phúc, không được nuôi nhờ cha mẹ, tâm tính hiền lương, vận trình không mạnh, tích đức hoàn thiện, làm nhiều việc tốt để có thể cải thiện sống mạnh. Tuổi Tân Dậu sinh mùng 4, là người trung hậu, thành thật, còn trẻ có thể nổi danh, được mọi người ngưỡng mộ, tài vận không thiếu, mọi việc trôi chảy, hanh thông, thuận mừng xuôi gió. Tuổi Tân Dậu sinh mùng 5,
đầu óc thông minh, có khả năng độc lập, mọi chuyện toại nguyện phú quý, vinh hoa đầy đủ, vợ chồng hòa thuận, nhìn chung, cuộc đời thông thuận, không có điểm nào đáng ngại. Tuổi Tân Dậu sinh mùng 6, có trí tuệ vượt trội, suy nghĩ chu đáo, giỏi giang, biết tính toán sắp đặt kế hoạch, cả cuộc đời thành nhiều bại ít, chuyện gì cũng đạt được thành công. Tuổi Tân Dậu sinh mùng 7, ý chí không chuyên nhất, làm việc thiếu quyết đoán, xử sự cẩn thận thái quá, nên không gặp thành công, còn bồi dưỡng lòng can đảm và tinh thần liều lĩnh nhiều hơn một chút. Tuổi Tân Dậu sinh mùng 8, tính cách khó lường, gặp chuyện thì dao động bất định, nên thường bị hoàn cảnh tác động, nếu có thể kiên định, bình tĩnh, quyết đoán, gặp chuyện vẫn vững vàng, thì sẽ có đại vận phát triển không ngừng. Tuổi Tân Dậu sinh mùng 9, một đời nghèo khó, vất vả, gian nan, khốn khổ, bệnh tật liên miên, là người vô tích sự, không làm được việc gì tử tế. Tuổi Tân Dậu sinh mùng 10, có tài hoa phú quý, tính cách táo bạo, sôi nổi, cuộc đời có thành, có bại, có lên, có xuống, khó đoán định trước. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 11, tính cách gian trá, làm việc không cầu thị, không cầu tiến, học hỏi thiếu kiên trì, nhẫn nại, khó thành công trong sự nghiệp, chỉ được lúc đầu, sau đó đổ sông đổ biển. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 12, thích tửu sắc cho bởi phóng đãng, ưa tụ tập đàn đúng, nếu có thể từ bỏ thói hư tật xấu, cuộc đời sung sướng, thoải mái hơn nhiều. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 13, mang mệnh cát tường, có chí lớn, là người trung hậu thật thà, một lòng một dạng quyết tâm, tu thân làm ăn nhất định thành công, là người thích vươn xa, không chấp nhận quanh quẩn ở nơi chật hẹp. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 14, trời sinh nóng nảy, vội vàng, làm việc không suy tính trước sau, không cân nhắc kế hoạch nên thường xuyên thất bại, còn học tập cách tiết chế bình tĩnh, xử lý sự cố có tình có lý, biết mưu tính nữa thì mới có thành tựu. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 15, có thiên phú trời ban, không những có thể vang danh bốn biển mà còn để lại phúc ấm cho con cháu đời sau, vận mệnh phú quý, bền vững lâu dài. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 16, tính cách không kiên định, thường xuyên bỏ cuộc giữa chừng, cần nuôi dưỡng nghị lực, chịu được cực khổ, nhọc nhằn thì mới làm nên chuyện, thành công tuy khó, nhưng hoàn toàn có khả năng. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 17, là người có vận số cát tường, đa tài, đa nghệ, nhờ mình mà cả nhà được hưởng vinh quang, cơm no áo ấm, thân thể khỏe mạnh, ít ốm đau bệnh tật, gia đình hòa thuận, con cái ngoan ngoãn. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 18, mệnh mang quan tinh, có thể làm dạng danh tổ tông, giúp gia nghiệp thịnh vượng, càng ngày càng hơn, nhưng tuyệt đối không nên kiêu căng, tự mãn, vênh váo hung hăng, kẻo vướng họa tai ngục. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 19, có tinh lực dồi dào, đầu óc thông minh, làm việc cương nghị, quả đoán, có thể độc lập xây dựng sự nghiệp mà không cần dựa vào ai, mọi sự chính xác, ít khi mắc sai lầm, cuộc đời thông thuận. Tuổi Dậu sinh ngày 20, tuy tuổi trẻ gian nan vất vả, nhưng thiên phú tốt, có ý chí quyết tâm cao độ, trung vận dần thuận lợi, khởi sắc, hậu vận phút nào có thừa, đại phú đại quý. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 21, thông minh, lanh lợi, quý nhân giúp đỡ, can đảm tài trí hơn người, thanh danh lan xa, người này cuộc đời có nhiều vận may, gặp nhiều bạn tốt, cuối đời không chỉ có tiền tài mà còn có danh tiếng rất tốt. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 22, thiếu tinh thần nhẫn nại, không có sự chịu đựng, chịu gian khó mà chỉ muốn nằm mát ăn bát vàng, nếu có thể kiên trì tới cùng, không nhụt chí giữa đường, nhất định tay trắng nhượng nhịp, không còn vụ giảm. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 23, đầu óc nhanh nhạy, tài năng, linh hoạt, xử sự khôn khéo, có uy tín nên có thể đạt được thành công lớn, ra ngoài bon chen với đời, không bao giờ chịu thua thiệt. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 24, nhân duyên với người thân mỏng manh, không dựa được vào gia đình, chỉ có thể tự cố gắng phấn đấu, có chỉ lập nghiệp nhưng lượt không đủ, khó được như ý nguyện, thành ít bại nhiều. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 25, tính cách thận trọng, tiền vận gian nan, trung vận chuyển biến tốt, tài nguyên phong phú, người này càng làm càng phát đạt, càng cố gắng càng được đền đáp, không cần lo lắng bỏ nhiều mà thua ít. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 26, có tài năng thiên phú trong việc kinh doanh, con đường tài lộc hanh thông, lưu loát, tài nguyên rộng rãi khắp nơi, cuộc đời không lo cơm áo gạo tiền, không bao giờ nghèo túng. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 27, đầu óc thông minh vượt trội, có tài năng văn nghệ, lại nỗ lực tiến thủ, biết vươn lên trong cuộc sống nhất định có thể đạt được thành công, không ngừng gặt hái thành tựu. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 28, túc trí đa mưu, thông minh, linh hoạt, đa tài, đa nghệ, quan trọng nhất là không ngừng kiên trì, cố gắng, tự mình phấn đấu đạt được thành tích tốt. Tuổi Tân Dậu sinh ngày 29, tấm lòng nghĩa hiệp, thấy khó xa tay cứu giúp, làm người tốt bụng, không nề hà, gian truân, hiệp nghĩa quên mình, có tinh thần của mạnh thường quân, bảo trợ cơ yếu.
Tuổi Tân Dậu sinh ngày 30, vận trình nổ hung nửa cát, nửa mừng nửa lo, tuy đa tài nhiều nghề nhưng không tinh thông một lĩnh vực nào, thiếu sự yên tâm trong công việc, dễ thất bại. Nếu có thể duy nhất theo đuổi một nghề thì mới có cơ hội đạt được sự nghiệp. Vâng, thưa quý vị, kỳ thực cuộc đời này ngắn lắm, muốn sống thanh thản, an nhiên, hãy học cách nói hai chữ thì thôi. Khi còn sống, cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng có một từ cửa miệng, đó là thôi kệ, ai làm gì, nói gì không hay, ai xấu, ai ác, ai làm mình buồn, ông đều tóm lại, thôi kệ. Cuộc đời có bao lâu, đời người sinh ra ngắn ngủi, có bao năm 36.000 ngày như chiêm bao, như bóng số, như gang tay, ấy là ông Cao Bá Quát khi xưa đã nói thế. Trong 36.000 ngày đó, thực ra quỹ thời gian dành cho chính mình trầm ngâm, lắng đọng chẳng là bao, nào là tất bật những cơm áo gạo tiền, lo toan gia đình cùng con cái. Ngày cuối tuần có bao việc hiếu hỉ, lúc đêm thì còn lo nghĩ buổi chợ sớm mai. Thật ra hầu hết mọi chuyện dù lớn hay nhỏ, dẫu vui hay buồn, 10 năm sau nhìn lại cũng chỉ là một câu chuyện mà thôi. Người gặp gỡ dù chân tình hay giả dối, dù yêu thương hay lợi dụng, 10 năm sau nhìn lại cũng chỉ là một cái tên, hoàn cảnh dẫu nghèo hèn hay giàu có, công việc dẫu hiền vinh hay tầm thường, khi về ra nhìn lại cũng chỉ là cơm ăn ngày ba bữa mà thôi, con cái dù ngoan hiền hay bất hiếu, lúc nhắm mắt xuôi tay cũng chỉ còn là duyên phận mà thôi. Thế nên, cầu mà không đắt, hy vọng rồi thất vọng, nỗ lực rồi công cốc, gặp những chuyện không như ý toại lòng thì thôi. Làm gì có ai trong đời toàn gặp chuyện tốt lành, vạn sự như ý, chỉ là lời chúc vĩnh viễn không thành sự thật. Nghịch cảnh thật ra là món quà trong nghịch cảnh, mới luyện nền vàng kim chói sáng, yêu người mà chẳng được người đáp lại thì thôi, không có duyên thì chẳng thể cưỡng cầu, duyên đến duyên đi tất cả đều là phúc. Thật ra đối đãi mà vẫn bị hiểu lầm, bị oán trách, mắng bỏ thì thôi, nào có ai có trách nhiệm phải tốt bụng với ta, ta lương thiện là bản tính trời sinh. Ác gen ấy coi như là hóa giải, nỗ lực làm việc mà con chẳng thành danh, chẳng toại thì thôi, nếu có một công việc việc lương thiện có ích, chỉ cần có cơm ăn áo mặc là được rồi. Chẳng phải ai sinh ra trên đời cũng để trở thành tỷ phú với minh tinh, lao tâm khổ tứ, nuôi nấng dạy bảo con mà chúng chẳng dự vâng lời thì thôi, cha mẹ đã tận tâm mà con chẳng tận hiếu, âu cũng là trả nợ cho nhau, bởi vì kiếp người ngắn ngủi, ta không nên cố chấp điều gì, nơi quán trọ trần gian, có lẽ cho mỗi chúng ta nên nhìn vào trong, lắng đọng, tìm cho riêng mình một cõi đi về, nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa, mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ, trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ, chẳng biết nơi nào là chốn quê nhà. Vâng, trên đây là chia sẻ tâm huyết về nội dung cuộc đời tuổi Tân Dậu sinh năm 1981 từ đội ngũ biên tập chương trình trong quá trình truyền đạt video. Đội ngũ biên tập không thể tránh khỏi những thiếu sót, mong quý vị thông cảm và đồng hành đóng góp ý kiến dưới phần bình luận. Để đội ngũ biên tập chương trình cố gắng ngày một hoàn thiện hơn, mong rằng nội dung này có thể giúp quý vị có thêm niềm vui và thành công trong cuộc sống. Minh Đường Tử Vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.